mình. Một lần nữa Hoàng Hương xin được kính mời các anh chị ở những dãy ghế phía cuối, chúng ta cùng di chuyển dồn lên ở những ghế trống phía trên để chương trình được diễn ra một cách trân trọng và ấm áp nhất. Xin chân thành cảm ơn các anh chị. Được rằng Sài Gòn cho dù khi mà chúng ta đi đâu về đâu thì cũng sẽ luôn giang tay để chào đón, để chở che vỗ về những người con xa xứ, không những là ở những cái vùng miền khác mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Và chắc chắn là Ngân không thể truyền tải hết được thông điệp này, chúng ta còn phải lắng nghe những con người đã rất nồng cốt, đã rất tâm lý để có thể tạo ra chương trình. Và trước khi đến với những lời chia sẻ này thì Hoàng Ngân xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị những nhân vật mà chúng ta không thể thiếu để làm nên một chương trình thành công. Xin được trân trọng giới thiệu nhà sáng lập CEO của Sài Gòn Lifestyle Entertainment. Xin được trân trọng giới thiệu đạo diễn Lê Việt. Xin được giới thiệu nhà sản xuất Mrs. Mai Phạm. Cùng chào vỗ tay để chào đón các anh chị văn nghệ sĩ cùng với các anh chị báo chí truyền thông đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Không phải là những chữ Sài Gòn mà là Sài Gòn Lifestyle Entertainment, là cái nghĩa là cái idea này của anh thực ra là nó cũng rất là lâu rồi, chắc là phải tầm gần 8 năm. Yeah. Và anh cũng muốn là làm cái gì nó chuyên nghiệp, thực sự là như vậy, tại vì Thái Hoàng thì là một kinh doanh và mình luôn muốn hướng cái gì nó chuyên nghiệp nhất và nó chỉnh chu nhất nhưng mà nó lại thực tế nhất. Thế thành ra là ấp ủ nhiều năm lắm rồi, mà tính là khoảng 2 năm nữa mới làm. Tại vì công việc kinh doanh của Thái Hoàng rất là nhiều chứ không phải là ít. Mặc dù là chẳng ai biết là mình làm gì cả. Tại vì mình ra ngoài đường thì không ai biết là mình là người kinh doanh. Đấy, mình giống như một thanh niên bình thường. Thế nhưng mà khi mà mình đi rất nhiều nơi, đi nước ngoài rồi đi dự rất nhiều những show nhạc khác nhau, mà mình nhìn nhận và mình học hỏi và mình thấy những cái được và những cái không được, những cái hạn chế, và mình rút kinh nghiệm của mình làm,
Và cái chương trình này thì là chương trình đầu tay của Thái Hoàng. Nhưng mà theo Hoàng tin chắc nó gần như là nó phải đạt đến 90% về cái sự hoàn hảo của mình đưa ra. Nhưng mà Thái Hoàng tin chắc trong tương lai thì sẽ tốt hơn nữa. Và lý do tại sao Thái Hoàng làm cái thành lập cái Sài Gòn Lifestyle này thì nó có lý do là Thái Hoàng là một người rất là yêu âm nhạc. Thái Hoàng đi hát từ lớp 6 và sau đó thì là lớp 10 cũng đi hát, nhưng mà sau đó thì vào Sài Gòn, ở Hà Nội và Sài Gòn năm 18 tuổi, sau đó thì Thái Hoàng ấp ủ cái mộng nghệ thuật rất là lâu, nhưng mà làm như là mình chưa có duyên với nó. Đi chơi với nghệ sĩ rất nhiều năm rồi, Thái Hoàng chơi nghệ sĩ mười mấy năm này mà chơi giống như là anh em, chứ không phải chơi theo kiểu là mình là đi chơi theo kiểu là xã giao đó, tại vì mình có máu nghệ sĩ thì anh em rất thương mình, gặp mình là mến mình. Thế thành ra là càng như vậy thì Thái Hoàng lại càng thấy mình có duyên với nghệ thuật. Sau đó thì cái Sài Gòn Lifestyle này là thực sự ra khi mà Thái Hoàng nghĩ ra cái tên ấy thì mình nghĩ là phải là Sài Gòn, phải là Việt Nam, cái gì phải Việt Nam, nhưng mà cứ nghĩ là Hà Nội, Sài Gòn, sau đó thì mình nghĩ là Sài Gòn, tại vì Sài Gòn nó có một cái nét gì đó là rất là nhạc, rất là tình, chứ nó không phải giống như là những cái địa phương khác. Và Thái Hoàng yêu Sài Gòn nữa nên là Sài Gòn Lifestyle ra đời. Và một cái điều nhỏ này nữa, Thái Hoàng cũng muốn thật sự là anh Quang Minh, nghệ sĩ Quang Minh cũng chính là cái người mà cho tư vấn cho Thái Hoàng cái tên là Sài Gòn Lifestyle đó. Rất là cảm ơn anh Quang Minh, tại vì là tên Sài Gòn rồi nhưng mà không biết là Sài Gòn gì, mà một cái tình cờ thôi anh Minh nói là Sài Gòn Lifestyle thì mình cảm thấy rất ok. Và đó thì là có lẽ những cái chia sẻ của Thái Hoàng vâng rất là thật nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vừa là một nghệ sĩ mà còn vừa là một doanh nhân thì quá là tuyệt vời để sản xuất một chương trình đúng không ạ? Chụp với bé anh cũng hạnh phúc quá. Chụp với em. Ba lại em cho con 8 phần.